Một buổi chiều êm đêm quá, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Một ca khúc ạ, Tôi người Việt Nam, một ca khúc tương tác về đất nước của các Việt để trọn vẹn những cái người yêu nào. Nam Hạ xin mời tất cả các cô bác, anh chị các bạn, chúng ta cùng ở dưới cùng vỗ tay thật lớn lên ca khúc này không ạ? Xin mời nào. Một buổi chiều êm đêm quá, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Tôi đẹp lắm ạ. Chương trình này sẽ là con thu âm, thu thanh và phát lại đấy ạ. Nên là mọi người hãy dùng câu tao cánh tay của mình lên để thật thấy hình của mình là thật đẹp vào trong hình nào. Xin cảm ơn nào. Việt Nam ơi, nhóm bé này, ôi trời, xin cảm ơn ạ. Xin giới thiệu nhóm bé. Oh. Xin giới thiệu Kỳ Bông Minh Thùy, một trăm tay thật lớn nào. Khắc Việt ạ, là người phối khí toàn bộ chương trình này ạ. Còn bây giờ là khúc Cương Trống. Ra. Quý vị cùng vỗ theo nhịp vừa cùng cơ được không ạ? Nào ạ, xin mời quý vị cùng vỗ tay ạ. Gửi nước tương thương nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ, gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ, gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ, một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ, người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người, và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam, và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.